Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi trưa xem video livestream vui vẻ lắm ơi. Và trưa nay thì Khải cũng quyết định hoán binh anh em à. Hoán binh cây đao. Hoán binh cây đao về cái nỏ. Nên là cố gắng khoảng 5 đến 6 phát cố gắng ra nha anh em. Hoán binh cây đao về cái nỏ anh em ơi. Hoán binh cây đao về cái nỏ. Ban thiệt thớ. Ok, cảm ơn trái khét lẹt nha. Không binh cà đao về cái nỏ nè em ơi. Không binh cà đao về cái nỏ nè mọi người ơi. Rồi Khải đã chuẩn bị được 6 phát không binh. Thên nhé. 100 xô. Đây Khải sẽ giao dịch một cục không binh nữa nè. Rồi ok. Tiền xô 6 phát. Rồi đâu. May mắn. Rồi, chuẩn bị Khải sẽ chuyển màn hình nha anh em ơi. Khải sẽ chuyển màn hình qua cho con Thúy Yên cho anh em xem nha. Thúy Yên Khải sẽ hoán binh nha mọi người. Đổi kim rồi. Khải chuyển qua cho anh em xem. Đây. Chuyển màn hình anh em. Rồi, ok. Em thấy Thúy Yên chưa? À, đợi coi cục Thiên Sơn còn ta. Ôi, từ. Hạt chính lánh cục Thiên Sơn đưa nó nè. Thiên Sơn hạt chính còn anh em. Thiên Sơn đây, Thiên Sơn còn 8 cục rồi. Rồi, ok. Đó, cánh mười mấy cái hỏng binh hình xui nè em ơi. Cố gắng, biết xấu phát là có ra hay không đây. Rồi ok, về thôi anh em ơi, Tương Dương Bắc. Ok, cánh may mắn các kiểu cái rồi. Hiện tại trên người Khải đang có may mắn là 3 này, 2 này, xem may mắn 9 nè. Không biết xem may mắn 9 với kèm theo may mắn các kiểu này thì nó có hơn được phát nào không anh em. Nó không biết nó có hơn được phát nào này. Ok, vô. Không mình nhanh anh em ạ. Từ, ngồi xuống cái rồi, bút cái nỗ lực 140. Rồi, trong thời gian chờ đợi anh em cho Khải một like anh em ơi. Rồi ok rồi đấy. Lần này được 6 phát. Vô mua mình mà nào đi. Tối nay có công thành đúng rồi Tâm Võ ơi. Tối nay không ai like cầm chiến đúng rồi. Tối nay Khải nghĩ không ai like cầm chiến rồi em ơi. Tại vì từng đầu tiên đó là không ai like cầm chiến đâu. Like lỡ bị chuyện gì xảy ra bàn không ở thành là bị sắp mặt chửi, bị chửi á, nè ăn chửi á. Rồi ok, số tiền này thì quốc được 6 phát anh em. Cái này sẽ là bắt một của cái đao này chuyển về nó nha anh em. Rồi ok, vô. Từ. À, nhảy qua bên này cũng tí đã. Nhảy gì ạ? Làm bùa phép một tí nè. Rồi ok. Rồi. Vô. Cố cho 7 phát hả? Thiếu thì tin anh em, Muốn 7 phát mà thiếu thì tin không đủ. Chỉ tròn được 6 phát thôi. Rồi ok, vô. À, gia truyền thì chưa anh em ơi, cứ ép trước rồi gia truyền tính sâu anh em. Rồi vô nè. Cố gắng ra cái nỏ anh em ơi, xin cái nỏ mọi người. Hoán binh vũ khí, đổi tên sát thạch đã anh em. 1 nè. Lâu rồi không hoán binh anh em à. Series này sẽ là hoán binh từ cái đao về cái nỏ. Hôm trước thì Khải có hoán được cái nỏ, khoảng 2 đến 3 cá là hoán được cái nỏ rồi anh em. Nhưng mà lúc đó lại không có chơi đồng môn, lúc đó Khải chơi con lung đao. Thì ra được cái đao này với 15 lần anh em, 15 lần ấy. 15 lần mới ra được cái đao ấy. Giờ thì lần này là cố gắng ra cái nỏ anh em ơi. Lần này sẽ cố gắng về cái nỏ để cố gắng đánh đường môn. Khả chiến đường môn cũng được vài ngày rồi mọi người. Rồi ok. Ba chìm vậy nói. Làm phát 7 hả? Về Tương Dương đi lấy mấy cục Khải. Tương Dương bán ngựa. Mà từ từ
đang có 7 cục rồi. Đợi tôi. Tại vì mua thị tinh không có nè em ơi. Mua thị tinh không ra. Được 6 cục thôi, 6 phát thôi. Vô này. Vô nha anh em. Video này Khải không có delay nha anh em. Video này Khải không có delay nha anh em. Không delay nha. Cố gắng kiếm cái nọ nè em ơi. Ừ nha. Ai vô. Phát đầu tiên. À, mất nhiên liệu nè mà. Phát đầu tiên xịt. Tiếp tục phát thứ hai. Phát đầu tiên đã xịt nha anh em ơi. Mất nhiên liệu xin đừng nản chí. Anh em thấy nhỏ chưa? Rồi vô. Phát. What the hell? Hai phát chặt hết hai cái vãi cái nồi. À kiểu này adder cho mình rồi anh em ơi. Cái thứ ba này, cái thứ ba này. Cái này là cho mình rồi. What? Gì vậy? Vãi cái nồi. 3 lần xịt cái 3 lần. What? Ủa? Gì vậy anh em? Chứ rồi còn 3 lần cuối nè. Vãi thiệt. Xịt mà. Này anh em thấy không? Còn có 3 tam chân thạch. Mất hết một mớ tiền. Mất hết xu. Sao lại không xịt anh em? Trời ơi. Xịt đó anh em. Xịt đó không có lên. Không có lên xịt 3 lần rồi. Trời ơi anh em không xin. Không nhìn thấy cái này à. Khải không nhanh mà anh em. 3 phát xịt 3 phát. Vãi cái nồi. Lên này. Vãi cả nồi. Cây trì vãi thiệt cho chết trời. To rồi. Đậu xanh. 3 phát xịt 3 phát thôi. Thua rồi. Nó bảo là đừng nặng chí nữa chứ. Có phúc duyên rồi mày. Phúc duyên trên người rồi. Rồi tiếp tục. Đậu xanh. Đừng nặng chí. Thôi xong. Vãi cả nồi. Có phúc duyên nè mày. Phúc duyên trên người nó tự trừ nè. Phúc duyên trên người tự trừ nè mày. Vãi thiệt hết gì mà xịt hết tè leo không biết vậy. Xịt rồi. Trời ơi. Nó trừ phúc duyên trên này anh em. Chứ không phải trên rương đâu anh em ơi. Nó trừ phúc duyên sẵn trong người mình mà. Tiếp tục phát cuối này. Đậu xanh gì mà kiểu này to này. Đầu thao thua. Thua. 6 lần xịt 5 lần thua anh em. Bó tay rồi. Chịu rồi. Chịu bó tay. Thiệt với anh em đúng cây luôn anh em ơi. Đúng cây luôn trời. Nó trừ cho này anh em. Trời ơi sao thua. 6 phát. Bó tay. Thua. Kiểu này mình thua anh em ơi. Không hiểu được. Anh em thấy không? Nói chung là nó chỉ đỡ trên này là tam sắc thạch với lại hoán binh thôi anh em. Với lại tiền vạn với xu thôi. Là xu thì Khải có 600 xu này. Tiền vạn thì trừ luôn. Rồi nó trừ cho người anh em. Chứ đâu phải bỏ anh rương đâu. Thôi xong. Thôi chỗ này tối cầm chì không thành rồi. Chán vãi rồi. 6 phát. Xịt hết 6 phát. Lỗi vãi rồi. Trời ơi. Thua. Đang chán vãi rồi. Em ơi không hiểu ạc này luôn anh em. Đậu xanh. Hôm trước ạc này là hón 2 cái là ra nọ rồi. Đây mình làm ạc này là hón tiếp. Vãi thì kiểu thì đúng thiệt. Cái này chắc đập bằng phím quá. Thiệt anh em thiệt chứ. Nhỏ vãi rồi. Trời ơi, chán đời thiệt chứ. Thiệt anh em chứ, Khải hóng binh là hồi cái đao á. Hồi cái đao là Khải hóng là 16 lần là từ cái phi đao về được cái đao. Giờ đây từ cái đao cố gắng kiếm cái nỏ mà 6 phát xịt hết 5 phát rồi. Thua. Chấp tay lại luôn em ơi. Bó tay, hết đường. Chán đời, hết đường em ơi. À, nhỏ vãi rồi. Đúng nhỏ luôn em. Thôi kiểu này chắc làm thêm 5 cái nữa không lên nữa chắc bán shop luôn em. 5 cái không lên nữa chắc đẩy luôn á. Chứ không muốn xài luôn em ơi. Chán quá. Gì mà chán đời vãi rồi. 5 phát 6 phát xịt 5 phát ra 1 phát ra nỏ. Thôi tôi bó tay rồi. Bây giờ có 1 cục vậy. Chán vãi rồi. Mất hết nguyên liệu. Ủa cái gì vậy? Có mấy cục. Chỗ này chuyển qua thiên bang quá. Chỗ này chuyển qua thiên bang quá anh em. Chán vãi. 6 phát này. Thịt rất 5 lần này. Thua. Hết được.
hết đường này mày. Khải không biết nói sao nữa này mày, chán quá. Thôi ok, bắt một thì tạm dừng ở đây này mày, đợi Khải nghiên cứu thì tình với Hoàng Bình rồi Khải làm tiếp bắt hai này mày. Xấu phát xịt 5 lần. Thôi chấp tay lại, chấp tay lại, chấp tay tôi lại luôn.